Vâng, xin chào các bạn. Thì như tôi đề video kênh vào studio bị hack. Ha ha ha. Thì các bạn biết không ạ? Tuy nhiên hôm nay kênh Minh Show tôi sẽ cho sự thật về cái việc bên kia nó có hack hay không. Mình đã nói chuyện với thằng chủ kênh và mình phát hiện ra thằng này nó không phải là để cho kênh bị hack mà nó cố tình. Nó là do hôm qua nó lên mạng, nó đọc được một cái tin đó là một tháng chơi Bitcoin Elon Musk lời hơn cả năm bán xe điện. Bitcoin lên 60.000 đô, khoản đầu tư của Tesla lãi hơn 1 tỷ đô trong một tháng. Thế là nhận được một email của anh Nga ngố, nội dung email không nói rõ nhưng đặt cho mình nó là Krakrabuchin Ivan Putonjevic. Đại khái là ông này cũng mời là muốn thuê kênh để phát livestream Bitcoin và dự là sẽ chia sẻ Bitcoin. Vì vậy nên mà kênh đã đem cho thuê các bạn ạ. Đây, các bạn thể bằng chứng tại sao chúng ta có thể biết được kênh cho thuê. Thứ nhất, tài khoản kênh YouTube thì nó vẫn còn ở đây. Còn ngày xưa ấy thì là các bạn đã biết cái vụ kênh mê xe ấy, thì đấy là khi mà bị hack thì nó sẽ chiếm toàn bộ kênh. Các bạn thấy thằng chủ kênh còn rất là cợt nhả, đó là anh em bình tĩnh, chẳng qua là review tiền thì vẫn phải có tài khoản admin thì mới làm điều này. Thậm chí kênh này còn rất vớ vẩn là đổi luôn cái cover là chào mừng bạn đến với Binance International review đối quán nên livestream tiền ảo. Các bạn thấy không, thằng này cợt nhả chống lại thượng đế. Rồi bây giờ thì bên cạnh đấy tôi còn phát hiện ra là một số kênh khác thuộc hệ thống này cũng bị đổi, cũng bị hack. Vật vờ vlog ngày xưa cũng bị đổi tên thành phố ăn chơi này, còn làm avatar các thứ rất là cẩn thận luôn. Chứng tỏ là cái thằng chủ kênh này là đã có chủ đích là bán rồi, cho thuê mấy kênh vào VSO rồi mấy kênh vlog. Thằng này mất chất quá các bạn ạ. Vì thế tôi bảo rồi, anh em chỉ nên subscribe và xem kênh Vinh Show thôi. Kênh này cười cái gì mà cười. Cái thằng Tú này là người quay bên kênh vào VSO đúng không? Mất dạy. Kênh Vinh Show này là đời đời không thay đổi, vẫn theo cái nguyên tắc là làm review đấy, thương tình. Đây nhá, anh em muốn xem trên TikTok đấy, follow kênh Vinh và vợ Fake này. Đó, cái kênh này mới đem lại những cái trải nghiệm và review chất lượng cho anh em xem mấy cái kênh kia bây giờ vớ vẩn cả thôi. Và các bạn nhớ tối nay ở trên Vinh Show đang còn các video review khác, bấm chuông bấm subscribe xem ngay trong gì. Dăm ba cái kênh kia mẹ bán kênh mất chất. Thế nhá, tôi tự edit clip này luôn đấy.